Ukraine phá hủy 3 tàu Nga trên Biển Đen, nhiều tàu khác phải tháo chạy. Ukraine tuyên bố sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất thiết bị không người lái. Ống ngắm quang học giá rẻ dần chứng minh được hiệu quả tại chiến trường Ukraine. Dân thường Ukraine ở tiền tuyến rực lửa, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Những ngày qua, Ukraine đã liên tiếp phá hủy tàu Nga khiến các tàu dân sự khác phải tháo chạy khỏi khu vực Biển Đen. Ngày 20 tháng 8, phát ngôn viên lực lượng miền Nam Ukraine Natalia Humeniuk nói với hãng tin Channel 24 rằng trong ngày qua, thêm 3 chiếc thuyền nữa đã bị phá hủy. Ngay sau đó, Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để nhận xét qua email vì không thể xác minh điều này một cách độc lập. Vấn đề này được đưa ra sau khi blogger quân sự có liên hệ với Moscow. Raiba cho biết rằng ít nhất 6 tàu dân sự đang di chuyển từ Biển Đen tới các cảng ở Địa Trung Hải. Đồng thời, blogger này cho biết thêm rằng khả năng kiểm soát hoạt động của các tàu này của Nga bị hạn chế. Trước đó, hôm 19 tháng 8, bà Natalia Humeniuk thông báo trên đài truyền hình quốc gia rằng Ukraine đã phá hủy 10 tàu phá hoại của Nga và tiêu diệt tổng cộng 40 binh sĩ Nga, cũng như một số thiết bị dọc theo mặt trận phía Nam. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng hoài nghi về báo cáo tình báo ảm đạm của Mỹ về sự thất bại của cuộc phản công Ukraine đang phát động. Bà Natalia Humeniuk nói, lực lượng phản công của chúng tôi khá mạnh. Chúng tôi đã loại bỏ được 10 tàu phá hoại của địch trong ngày 18 tháng 8, trong khi chúng cố gắng di chuyển giữa các đảo. Những con tàu này chủ yếu là tàu cá nhân, được thiết kế lại cho mục đích phá hoại. Bà Natalia Humeniuk thừa nhận, tiền tuyến ở phía Nam vẫn chưa thay đổi đáng kể, cần phải cung cấp càng nhiều biện pháp an ninh càng tốt cho các lực lượng phòng thủ Ukraine tấn công tả ngạn sông Dnipro do Nga kiểm soát. Bà Humeniuk nói, đó là lý do tại sao chúng tôi có một cuộc chiến phản công ngay bây giờ, để dọn sạch kho tàu thuyền phá hoại của họ. Chúng tôi phải loại bỏ chúng trước rồi mới đi. Biển Đen ngày càng trở thành một điểm nóng trong cuộc chiến kéo dài 18 tháng khi các lực lượng của Ukraine tìm cách phá bỏ các tuyến phòng thủ do Nga đào ở phía Nam và phía Đông Ukraine. Nga đã sử dụng các tàu của mình trong khu vực để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine và Kiev, đã tăng cường khoanh vùng các căn cứ và cơ sở hạ tầng của hạm đội Biển Đen của Nga như những cây cầu nối đất liền với bán đảo Crimea. Các cuộc tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine đã gia tăng kể từ khi Nga từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian, thỏa thuận đảm bảo an toàn cho các tàu từ Ukraine đến phần còn lại của thế giới. Ngày 10 tháng 8, Ukraine cho biết họ đang thiết lập một hành lang nhân đạo ở Biển Đen để cho phép các tàu chủ yếu là dân sự đang mắc kẹt tại các cảng của Ukraine rời khỏi khu vực. Ngày 16 tháng 8, một quan chức Ukraine cho biết con tàu đầu tiên đã rời thành phố cảng Odessa qua hành lang. Vào cuối tháng 7, người đứng đầu văn phòng tổng thống của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Zemak đã nói rằng các tàu chiến của Nga đang đe dọa dân thường ở Biển Đen, vi phạm tất cả các quy tắc của luật hàng hải quốc tế. Ngày 13 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo bằng vũ khí nhỏ tự động và lên một tàu chở hàng đã đăng ký ở Micronesia. Sau vụ việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Todor Tagarev cho biết không hề loại trừ khả năng các lực lượng Nga và NATO có thể đụng độ ở khu vực Biển Đen. Hôm 18 tháng 8, Tagarev nói với truyền thông Bulgaria, chúng tôi đang làm việc để ngăn chặn điều đó. Trong một bản cập nhật vào ngày 20 tháng 8, Hải quân Ukraine cho biết Nga có 5 tàu đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen, một trong số đó mang tới 4 tên lửa hành trình Kalib phóng từ biển. Nga thường sử dụng những tên lửa này để nhắm vào các thành phố và vị trí của Ukraine dọc Biển Đen. Trong một diễn biến khác liên quan, hôm 18 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã tố cáo Ukraine tấn công hạm đội Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra trong đêm, nhắm vào các tàu thuộc hạm đội Biển Đen đang hoạt động cách thành phố Sevastopol của Crimea 237 km về phía Tây Nam. Đài RT trích dẫn tuyên bố từ phía quân đội Nga. Vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 17 tháng 8, các lực lượng vũ trang Ukraine đã không thành công trong việc tấn công các tàu của hạm đội Biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hải ở phía tây nam Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga,
vụ không kích được thực hiện bằng máy bay không người lái. Hỏa lực từ tàu khu vực nhỏ tuần tra Pitlivi và tàu tuần tra Vasily Bykov đã bắn hạ thiết bị này trước khi nó tiếp cận mục tiêu. Phía quân đội Nga tiết lộ, cuộc không kích đêm 17 tháng 8 là lần thứ hai trong tháng Ukraine cố gắng đánh chìm tàu Vasily Bykov. Trước đó vào hồi đầu tháng 8, ba máy bay không người lái khác đã tấn công tàu tuần tra này và tàu chị em của nó là Sergei Kotov ở Biển Đen, nhưng cũng bị các tàu này bắn hạ bằng pháo. Trong vài tháng qua, tần suất các cuộc tấn công bằng các thiết bị không người lái của Ukraine nhắm vào các vùng biên giới và thủ đô của Nga đã tăng đáng kể. Đặc biệt, khu tài chính của Moscow đã bị nhắm vào nhiều lần. Để có thể lật ngược thế trận trước quân đội Nga hùng mạnh, Ukraine không chỉ kêu gọi viện trợ, mà còn nỗ lực nghiên cứu và sản xuất các thiết bị bay không người lái nhằm tạo nên đột biến mới trong cuộc chiến. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn tờ Newsweek, Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov đã tuyên bố, với khối lực lượng kinh nghiệm thực chiến đang thu thập hàng ngày, Ukraine có mọi cơ hội để trở thành nhà sản xuất thiết bị bay không người lái chính trên thế giới. Ông cho biết chương trình mang tên Đội quân thiết bị không người lái đã giúp Ukraine sản xuất nhiều loại vũ khí hải quân hiện đang quấy rối hạm đội Biển Đen của Nga. Cũng theo ông Fedorov, Ukraine có tham vọng lớn. Ông nói 40 mẫu UAV mới đã được cung cấp cho quân đội. So với 7 mẫu vào năm ngoái, chủng loại UAV cũng phong phú hơn, không chỉ để trinh sát mà còn có UAV tự sát, ném bom, tấn công tầm xa. UAV là trung tâm của cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Binh sĩ cả hai phía đều phụ thuộc nhiều vào khả năng trinh sát của UAV để hướng dẫn pháo binh và hỗ trợ tấn công. Cả Nga lẫn Ukraine đều sử dụng UAV trong vai trò tấn công bằng cách thả chất nổ hay lao thẳng vào mục tiêu. Theo ông Fedorov, sự phát triển của các đơn vị UAV xung kích là cải tiến thay đổi cuộc chơi. Đáng chú ý nhất, Ukraine hiện đã thành lập 11 đơn vị như vậy và sẽ còn tăng thêm nhiều đơn vị tương tự. Các cuộc tấn công cũng ngày càng vươn xa hơn. Trong những tháng qua, Nga đã rúng động vì nhiều cuộc tấn công bằng UAV sâu trong lãnh thổ nước này. Ukraine gần đây đã công khai UAV Bober hay Beaver, một UAV tự sát tầm xa do nước này tự sản xuất và được cho là đã được dùng để tấn công đất Nga. Sau những vụ tập kích mới nhất vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc chiến đang dần quay lại lãnh thổ Nga. Ông nói, dần dần, cuộc chiến đang quay trở lại lãnh thổ của Nga, trở lại các trung tâm mang tính biểu tượng và căn cứ quân sự của họ. Đây là một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn công bằng. Các lực lượng Ukraine đã áp dụng công nghệ mới trong xung đột với Nga, trong đó các loại UAV đã phần nào giúp Ukraine cân bằng lại lợi thế, giúp các đơn vị quân đội mở rộng tầm nhìn và tác động trên chiến trường trước đối thủ mạnh hơn. Theo ông Fedorov, nguyên tắc mà Kiev áp dụng từ đầu là quân nhân điều khiển UAV phải được đào tạo chuyên nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Tổn thất UAV ở cả hai bên được cho là rất lớn. Hồi tháng 5, các viện quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh Rusi ước tính Ukraine mất khoảng 10.000 UAV mỗi tháng. Ông Fedorov không tiết lộ con số thực tế, nhưng nhấn mạnh rằng UAV giúp giữ tính mạng binh sĩ trong cuộc chiến. Ông cũng cho biết 10.000 người điều khiển UAV đã được đào tạo trong 10 tháng qua và hiện đang đào tạo thêm 10.000 người nữa. Ông khẳng định Ukraine cần càng nhiều UAV càng tốt, vì nhu cầu sử dụng UAV chỉ có tăng lên mà thôi. Ông ngắm quang học là phụ kiện quan trọng giúp gia tăng hiệu quả chiến đấu và quân đội Ukraine đã liên tục sử dụng những loại ống ngắm giá rẻ trong cuộc xung đột. Theo trang tin quân sự We Are The Mighty, ống ngắm quang học từ lâu đã là một phụ kiện vô cùng quan trọng và phổ biến trên toàn thế giới. Ống ngắm được sản xuất bởi các hãng có tên tuổi như Chisicon, Ampoy hay Eotech đã chứng minh được khả năng qua các chiến dịch chống khủng bố, nhưng chúng có giá vô cùng đắt đỏ. Tuy vậy, với sự phát triển của công nghệ và các nhà máy đặt tại nước ngoài, giá thành của các loại ống ngắm đã giảm đi đáng kể. Vấn đề lớn nhất của các loại ống ngắm giá rẻ là sự hoài nghi về chất lượng bởi chúng chưa có nhiều cơ hội thực chiến. Tuy vậy, cuộc xung đột Ukraine đã mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất ống ngắm giá rẻ. Một trong số đó là Holosun Technology. Công ty này được thành lập vào năm 2013 tại California, Mỹ và đã liên tục tung ra các loại ống ngắm với giá phải chăng. Nhờ đặt dây chuyền sản xuất ở nước ngoài, một ống ngắm quang học cơ bản của Holosun chỉ có giá khoảng 200 đô la Mỹ, rẻ hơn nhiều so với sản phẩm của Ampoy hay Eotech có giá từ 500 đến vài nghìn đô la Mỹ. Sản phẩm của Holosun không thực sự được chú ý tại Mỹ, nhưng lại được sử dụng rất nhiều ở Ukraine. Kể từ đầu cuộc xung đột, quân đội Ukraine đã mua một số lượng lớn ống ngắm của Holosun và trang bị chúng trên đủ loại súng, từ AK tới AR-15
hay thậm chí là cả súng máy hạng nặng. Dù không có báo cáo cụ thể về chất lượng của các loại ống ngắm này, nhưng việc phụ kiện này vẫn đang xuất hiện thường xuyên trên tiền tuyến là bằng chứng tốt nhất về tác dụng của chúng. Ngoài lực lượng quân đội, đơn vị đặc nhiệm chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng được bắt gặp sử dụng ống ngắm của Holosun. Tại châu Âu, quân đội Estonia cũng sử dụng rộng rãi các loại ống ngắm giá rẻ trên những khẩu súng trường tiêu chuẩn. Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã diễn ra hơn 18 tháng và đang có xu hướng kéo dài hơn nữa do các bên chưa tìm được giải pháp nhằm chấm dứt xung đột. Khi giao tranh giữa Moscow và Kiev nóng lên gần Kupiansk, Kharkov, nhiều người dân Ukraine đang rơi vào tình thế giằng xé. Rời đi bỏ lại mọi thứ hay ở lại bất chấp nguy hiểm từ bom rơi, đạn lạc. Theo Reuters đưa tin, những người Ukraine sống ở Kupiansk thuộc vùng Đông Bắc đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi buộc phải chọn giữa hai phương án là di tản khẩn cấp bỏ lại toàn bộ những gì đã xây dựng cả đời và tiếp tục bám trụ lại giữa rủi ro ngày càng gia tăng. Người điều hành một nhóm tình nguyện giúp dân thường sơ tán khỏi cuộc giao tranh, Dmytro Loshenko nhận định, nếu bạn nói rằng việc di tản dân thường đang diễn ra thuận lợi, nó sẽ nghe như đang mỉa mai vậy. Chính quyền khu vực đã tuyên bố bắt buộc sơ tán dân thường khỏi khu vực gần Kupiansk vào đầu tháng này do tình hình đã trở nên căng thẳng trong thời gian qua. Nga đang gia tăng các nỗ lực tiến vào khu vực có vị thế quan trọng chiến lược ở Kharkov, trong khi Ukraine đang tìm cách chặn mũi tiến công của Nga. Trong thời gian qua, Kupiansk đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa bom bạo đạn khi chiến sự giữa lực lượng hai bên trở nên dữ dội hơn. Nhiều người dân thường bị thương, nhà cửa, xe cộ, doanh nghiệp cùng nhiều công trình trong khu vực bị tàn phá nặng nề. Tuần trước, chị Anna Kores, một người dân ở Kyivsarivka, cho biết chị sẽ di tản cùng với con cái, trong khi chồng chị quyết định ở lại để chăm sóc người mẹ cao tuổi. Chị Anna Kores nói với AFP, thật khó để bỏ lại họ, nhưng khi tình hình trở nên nguy hiểm, quan trọng là phải đưa bọn trẻ tới nơi an toàn. Trả lời với truyền thông, một người dân Ukraine, Lozenko cho biết, khoảng 600 người đã di tản khỏi khu vực trong 10 ngày qua, trong đó có hơn 120 trẻ em. Tại một ngôi làng, người dân chỉ bắt đầu di tản khi hai con phố bị tàn phá nặng nề do các vụ pháo kích. Lozenko nói, điều tệ nhất của việc sơ tán là mọi người đã sống trong cuộc xung đột này trong một thời gian dài và nhiều người trong số họ đã quá quen với việc pháo kích. Anh thừa nhận rất khó để thuyết phục người Kupiansk, những người này đã thích nghi với hoàn cảnh, rằng họ sẽ an toàn hơn ở những nơi khác sau khi họ di tản đến. Nga từng kiểm soát Kupiansk trong những tháng đầu của chiến dịch quân sự hồi năm ngoái, cho tới khi Ukraine giành lại được khu vực này trong cuộc phản công thần tốc vào tháng 9 năm 2022. Người điều hành một doanh nghiệp bán buôn mật ong ở địa phương, Lyumina Seyonova cho biết, khi Nga kiểm soát Kupiansk hồi năm ngoái, gia đình chị đã quyết định bám trụ lại. Lần này dù chưa quyết định sẽ di tản khi cường độ pháo kích trở nên ngày càng dữ dội, Seyonova đã quyết định xếp trước hành lý cho bản thân và gia đình để phòng trường hợp họ không còn lựa chọn nào khác. Nhiều người dân Ukraine chọn ở lại nói rằng họ đã quen với các vụ pháo kích, họ sẽ sẵn sàng rời đi ngay lập tức khi nhận thấy nguy hiểm cận kề. Người dân thường Seyonova nói, chiến tuyến rất gần và rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi nhận ra rằng ở Ukraine không có nơi nào là hoàn toàn an toàn. Theo New York Times, trước khi chiến sự bùng phát, Kupiansk có 60.000 dân, con số này giờ đây giảm xuống chỉ còn 1/5. Trước đó vào hôm 10 tháng 8, chính quyền quân sự Kupiansk của Ukraine đã công bố danh sách sơ tán gồm 37 làng nằm giữa thành phố Kupiansk và phòng tuyến của Nga. Lý do được đưa ra là vì các cuộc pháo kích liên tục của Nga và tình hình an ninh. Đây là động thái chưa từng được tiến hành kể từ tháng 10 năm 2022, thời điểm quân đội Ukraine mở chiến dịch phản công chấp nhoáng và giành lại nhiều lãnh thổ ở Kharkiv, bao gồm chính thành phố Kupiansk. Thành phố Kupiansk nằm cách thành phố Kharkiv khoảng 116 km và được chia đôi bởi sông Oskil, là nơi có một nhà ga đường sắt quan trọng để tiếp tế cho lực lượng được triển khai về phía nam thành phố. Theo các chuyên gia quân sự Nga, nếu Moscow giành quyền kiểm soát Kupiansk thì sẽ giúp ngăn chặn lực lượng Kiev tấn công vào Lugansk. Kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cung cấp viện trợ cho Ukraine rất nhiều vũ khí quân sự. Tuy nhiên, theo tờ Financial Times đưa tin, hiện tại Mỹ không thể cung cấp cho Ukraine số lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật để có thể giúp nước này lật ngược tình thế trong cuộc phản công. Tờ báo cũng dẫn lời một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu loại khí tài này có thể giúp Kiev đạt được bước đột phá lớn nào hay không. Trong bài viết hôm 20 tháng 8, Financial Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tuyên bố rằng Mỹ không sản xuất đủ tên lửa đạn đạo chiến thuật, loại mà Ukraine đang yêu cầu để tạo ra sự khác biệt đáng kể trên chiến trường. Ngoài ra, theo tin của Financial Times, Mỹ cũng phải cân nhắc vì việc cung cấp thêm loại vũ khí này có thể dẫn đến sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột Ukraine với Nga. Nhà khoa học chính trị cấp cao tại RAND Corporation Samuel Charab nói với các phương tiện truyền thông rằng việc Ukraine khăng khăng muốn các tên lửa tầm xa là chưa phù hợp. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, những tên lửa như thế này chẳng có cây đũa thần nào và khó có thể giải quyết được rào cản bãi mìn và tuyến phòng thủ cố thủ của Nga mà lực lượng Kiev đang phải đối mặt.
Financial Times dẫn lời một số quan chức Mỹ cảnh báo mức độ viện trợ quân sự của nước này có thể bị thu hẹp khi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sắp diễn ra. Bài báo lưu ý khả năng tái tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump làm tăng thêm một lớp bất ổn khác, do ông đã nhiều lần cam kết chấm dứt xung đột ngay khi nhậm chức, mặc dù việc ủng hộ Ukraine phần lớn là nỗ lực của cả Đảng Dân Chủ và Cộng hòa. Nhưng ngày càng nhiều các đảng viên Đảng Cộng hòa đã bắt đầu bày tỏ sự hoài nghi về việc sử dụng kho vũ khí hiện đại của Washington để hỗ trợ Kiev mà không có hồi kết. Trong số những người bày tỏ nghi ngờ về sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ có Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Ông Kevin McCarthy đã nói rằng Washington sẽ không cung cấp một tấm xích trắng cho Ukraine và từ chối lời mời của ông Zelensky đến Kiev tìm hiểu về thực tế chiến tranh. Ngay cả người ủng hộ Kiev hàng đầu tại Quốc hội Mỹ, nghị sĩ Cộng hòa Andy Harris cũng đã phải quay xe với Ukraine vì không chắc cuộc chiến của Kiev với Moscow có thể chiến thắng hay không. Thậm chí ông còn cho rằng đã đến lúc Mỹ cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, tại Đức, một số quốc gia khác mà Kiev đã yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa. Cuộc khảo sát do ARD Deutschland Trend công bố hôm 18 tháng 8 cho thấy 52% số người được hỏi kiên quyết phản đối và 36% ủng hộ việc chuyển giao loại vũ khí này. Cho đến nay, các quan chức hàng đầu của Đức, bao gồm cả Thủ tướng Olaf Scholz, vẫn tỏ ra miễn cưỡng trong việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 500 km. Hồi tháng 5, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow với tầm bắn hơn 250 km. Pháp cũng đã đưa ra động thái tương tự vào tháng trước, cung cấp cho Ukraine phiên bản Storm Shadow nội địa hóa mang tên SCALP. Về phần mình, Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây không gửi vũ khí tới Ukraine vì điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và đẩy họ lún sâu vào cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc Pháp cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là một sai lầm. Ông nói rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với hậu quả vì Nga sẽ có biện pháp đáp trả. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cảnh báo việc NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine khiến nguy cơ Thế chiến thứ ba đến gần hơn. Ông Medvedev cho rằng nỗ lực viện trợ của NATO không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Ông tuyên bố, sự điên cuồng của phương Tây hoàn toàn không dẫn đến điều gì khác ngoài ngõ cụt, Thế chiến thứ ba đang đến gần. Ngày 21 tháng 8, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy cho biết Australia đã ký thỏa thuận mua hơn 200 tên lửa tầm xa Tomahawk trị giá 830 triệu đô la Mỹ từ Mỹ nhằm tăng cường kho vũ khí của đất nước. Ông Conroy cũng nói rằng hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk này sẽ thuộc số những vũ khí mạnh nhất với công nghệ tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Australia. Bộ trưởng Richard Marles cho biết, chúng tôi đang đầu tư vào năng lực của lực lượng phòng vệ Australia để ngăn chặn những nguy hiểm tiềm ẩn từ nơi xa và đảm bảo an toàn cho người Australia trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp và không chắc chắn hiện nay. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 3 đã phê duyệt việc bán lô Tomahawk tầm xa cho Australia. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết thời gian Mỹ và Australia sẽ chính thức ký kết hợp đồng. Australia cho rằng nước này cần nâng cấp lực lượng quốc phòng khi Trung Quốc đang đầu tư xây dựng quân đội lớn nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy, tên lửa Tomahawk mà Mỹ chuyển giao sẽ là một công cụ răn đe đối với đối thủ. Thương vụ tên lửa là một phần của thỏa thuận AUKUS giữa Mỹ, Australia và Anh. Đây là thỏa thuận ba bên nhằm chia sẻ công nghệ và nguồn lực để xây dựng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới trong hai thập niên tới. Tên lửa hành trình Tomahawk có phạm vi tấn công hơn 1.000 km và sẽ được bố trí trên các tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Australia. Tên lửa này cuối cùng sẽ được trang bị trên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Australia mua theo thỏa thuận AUKUS. Ngoài Mỹ, Anh là quốc gia duy nhất có kho dự trữ tên lửa Tomahawk đáng kể. Hồi đầu năm, Australia cho biết họ cũng có kế hoạch mua pháo phòng không HIMARS, hệ thống vũ khí đang được quân đội Ukraine sử dụng trong chiến sự với Nga. Washington gần đây cũng thông báo sẽ giúp Australia xây dựng ngành công nghiệp sản xuất tên lửa của riêng họ với mục đích bảo vệ chuỗi cung ứng bị gián đoạn do chiến sự ở Ukraine. Bộ trưởng Conroy cho biết thêm, chúng tôi mua những vũ khí này để cung cấp năng lực một cách nhanh chóng, nhưng chúng tôi đang xem xét các lựa chọn sản xuất tên lửa trong nước vì tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực sản xuất quốc phòng của riêng Australia. Trước đó vào hồi tháng 3, Australia cũng đã mua loạt tàu ngầm hiện đại nhất của Mỹ để củng cố quân sự. Hôm 13 tháng 3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại quân cảng San Diego ở bang California, Mỹ rằng
thỏa thuận với Mỹ và Anh là khoản đầu tư đơn lẻ nhất trong lịch sử dành cho nền quốc phòng Australia. Theo thỏa thuận AUKUS, Australia sẽ mua tối đa 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ, sau đó chế tạo lớp tàu hoàn toàn mới dựa trên công nghệ của Mỹ và Anh. Các tàu ngầm của Australia sẽ sử dụng tên lửa thông thường, không được trang bị vũ khí hạt nhân. Ông Biden cho hay, Mỹ đã bảo vệ ổn định Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương suốt hàng chục năm và Liên minh AUKUS sẽ tăng cường triển vọng hòa bình tại khu vực trong hàng chục năm tới. Australia dự kiến tiêu tốn khoảng 245 tỷ đô la Mỹ để mua và duy trì hoạt động của đội tàu ngầm hạt nhân đến năm 2055. Thủ tướng Albanese nói rằng AUKUS sẽ mang lại khoản đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ cho năng lực công nghiệp của Australia trong giai đoạn 2023-2027, đồng thời tạo ra khoảng 20.000 việc làm trong 30 năm tới.